mục tiêu rất lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam và Thanh Thúy tại ASEAN 2023 ở Trung Quốc. Thưa quý vị, kết thúc giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 với vị trí thứ tư, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có quả nỉ ngắn, rồi lại tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á. Tại ASEAN 19 diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 9 này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận nhiệm vụ lập thành tích lịch sử. Cụ thể, mục tiêu lần này của đội là giành vị trí thứ 5 chung cuộc. Nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ hoặc tiến xa hơn vào bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có thứ hạng cao nhất trong lịch sử tham dự giải đấu. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ tham dự hai mùa ASEAN là năm 2006 ở Qatar với vị trí thứ 7 và năm 2018 tại Indonesia với vị trí thứ 6. Môn bóng chuyền nữ ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến 7 tháng 10 tại Hàng Châu, Trung Quốc với 14 đội tuyển hàng đầu châu lục, bao gồm chủ nhà Trung Quốc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Đáng nói, tại giải đấu trên đất Thái Lan vừa qua, Việt Nam đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc. Còn đội tuyển Nepal được đánh giá là đối thủ yếu, nên gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng.